Xuân Nha kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay do Xuân Nha thực hiện. Trước khi bắt đầu chương trình, Xuân Nha kính chúc quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em luôn được khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã chọn YouTube channel của Xuân Nha để theo dõi chương trình thời sự. Và cảm ơn quý vị nhiều lắm đã bấm like cho Xuân Nha, để lại bình luận chúc lại cho Xuân Nha. Xuân Nha có đọc hết bình luận của quý vị và Xuân Nha cũng sẽ cố gắng thả tim cho tất cả quý vị. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, tuần này đây là tuần cuối cùng để chúng ta có cơ hội đi bầu cử bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Trump. Xuân Nha kêu gọi tất cả quý vị và xin quý vị hãy tiếp tục vận động thật là mạnh mẽ, bởi vì chúng ta cần nên đi bầu cử sớm, bỏ lá phiếu của mình sớm. Xuân Nha sẽ giải thích cho quý vị lý do tại sao. Nhưng ngày hôm nay thì Xuân Nha có những hình ảnh đẹp lắm ở ngay tại tiểu bang California, một tiểu bang của đảng Cộng sản Dân chủ xanh lè xanh lét. Thì cuối tuần qua ở ngay tại tiểu bang California, họ cũng đã mở ra một buổi vận động tranh cử cho Tổng thống Trump bằng xe. Quý vị, như quý vị thấy đoàn xe ở đây là đông nghẹt luôn trên đường phố ở tiểu bang California. Và Xuân Nha biết được là California năm nay chúng ta có rất nhiều những người cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, nhưng chỉ tại vì cái tiểu bang này đây là Cộng sản Dân chủ đang cai trị và cái tên thống đốc tiểu bang là Gavin Newsom, là cháu của bà Nancy bảy lớp xe, cho nên chúng ta rất là khó để có thể kiểm đếm phiếu. Nếu như mà như Tổng thống Trump nói là ơn trên Thiên Chúa mà xuống đếm phiếu ngay tại California, thì Tổng thống Trump cũng sẽ chiến thắng ở ngay tại Cali đó quý vị. Và một trong những hình ảnh kế tiếp nữa đó là buổi vận động tranh cử lịch sử của Tổng thống Trump vừa qua ngay tại tiểu bang chiến địa quan trọng. Giờ đây thì tiểu bang New York là trở thành 50-50, tức là 50 Cộng hòa và 50 Dân chủ. Như quý vị thấy là người dân đến tham dự đông như thế này đây nè quý vị, 70.000 người đã đến tham dự và chỉ có 19.500 chỗ cho mọi người đi vào bên trong mà thôi. Và cái dòng người như thế này đây ở ngay tại một tiểu bang từ xưa đến nay, mấy chục năm nay là toàn là Dân chủ cai trị mà thôi. Nhưng giờ đây người dân New York đã thức tỉnh và họ đã đi đến để ủng hộ cho Tổng thống Trump. Và một trong những nhân vật đã xuất hiện trong buổi vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở ngay tại Madison Square Garden vào ngày Chủ nhật vừa qua, đó chính là gia đình của ông tỷ phú Elon Musk. Như quý vị có thể thấy ở đây là Elon Musk đã rất là trân trọng được mời đến và lên sân khấu để phát biểu. Nhưng cái người mà đến để ủng hộ cho Tổng thống Trump cùng với lại ông tỷ phú Elon Musk này đây, đó chính là mẹ của ông và với lại cái cậu con trai út nhỏ của tỷ phú Elon Musk. Quý vị có thể thấy hình ảnh ở đây và quý vị cũng có thể theo dõi mẹ của tỷ phú Elon Musk ở trên ứng dụng mạng xã hội X, và bà ấy là một người ủng hộ cho Tổng thống Trump và nhất là cho con trai của bà là ông tỷ phú Elon Musk đi theo Tổng thống Trump. Thì quý vị có thể thấy là cả một gia đình là đều ủng hộ cho Tổng thống Trump hết, từ cậu con trai út nhỏ dẫn đến rồi cầm cái nón MAGA của Tổng thống Trump nữa quý vị. Và đương nhiên bên phía của Tổng thống Trump, khi mà ngài đi vận động tranh cử lịch sử ở cái nơi mà bự nhất luôn quý vị, cái khán đài bự ơi là bự của New York, thì cái bà Kamala và cái đảng Cộng sản Dân chủ, quý vị biết bà đi đâu không ạ? Hôm Chủ nhật vừa qua, bà chui vô trong một cái quán bar quý vị. Và Xuân Nha không hiểu tại sao đảng Cộng sản Dân chủ lại để cho bà này có cái hình ảnh mà Xuân Nha thấy nó không được đẹp lắm. Kamala Harris và thống đốc của đảng Cộng sản Dân chủ tại tiểu bang Michigan cũng đã hớ hên nói về điểm yếu của bà Kamala và đã bị thâu lại. Bà Whitmer và Kamala cũng đã dừng chân ngay tại một quán bar để uống vài ly bia vào cuối tuần qua sau cuộc vận động tranh cử của Kamala tại tiểu bang Michigan. Bà Kamala Harris dường như là đã thừa nhận rằng bà đang gặp khó khăn với các cử tri nam trước khi bà nhận ra rằng có những chiếc microphone gần đó đang thu lại cuộc trò chuyện riêng tư của bà với bà Whitmer. Vâng, quý vị thấy là hình ảnh Kamala ở đây là hình như là bà say xỉn. Nếu mà quý vị có nghe được cái giọng của bà thì quý vị sẽ biết rằng là bà này đây một cái hình ảnh tổng thống tương lai. Ví dụ nha quý vị, Xuân Nha xin mời tất cả quý vị nào chuẩn bị dành lá phiếu cho Kamala, quý vị nhìn cái hình ảnh này có đẹp không ạ? Của một người phụ nữ, Xuân Nha không nói phụ nữ không có quyền được đi quán bar, nhưng biết bao nhiêu nơi để chọn đúng không, biết bao nhiêu cách để vận động tranh cử, tại sao lại không giống như đè nén mà lại chui vô trong một cái quán bar như thế này và gọi ra hai ly bia cho hai bà ngồi uống, trời ơi.
Quý vị thấy, Xuân Nha không có tưởng tượng nổi. Riêng Tổng thống Trump thì chúng ta biết là ngài đi vận động tranh cử, quý vị, làm không bỏ sót một ngày nào hết. Và mỗi một buổi vận động tranh cử như ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã đi đến ngay tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Và quý vị thấy người dân hàng ngàn người đến tham dự, đó là những buổi vận động tranh cử, đúng đúng như cái nghĩa vận động tranh cử, đúng không ạ? Còn đây quý vị thấy tại sao lại đi vô một cái quán bar như thế này đây? Và đương nhiên thì bà Kamala, quý vị biết là đã rất nhiều lần những cái cuộc phỏng vấn của bà ấy được quay lại, và bà có những cái lời nói và cái hành động của quý vị cho chúng ta thấy là bà không được tỉnh táo. Cho nên là bây giờ bà chui vô quán bar chắc là bất mãn quá hay là buồn chán quá, tại vì đang thua cho Donald Trump cho nên chui vô bar làm vài ba ly hả quý vị, đi nhậu. Và một trong những thông tin khác nữa, vừa qua thì bà Kamala Harris cũng đã nhận được sự ủng hộ của bên phía ông cựu tổng thống Barack Hussein Obama. Và giờ đây thì vợ của ông Obama, đó là Michelle Obama, cũng đã đi vận động tranh cử cho Kamala Harris vào cuối tuần qua. Ngày 28 thì tháng 10, trang Gateway Pundit đưa tin rằng Michelle Obama cũng đã lên đường vận động tranh cử cho Kamala Harris. Trong bài phát biểu cuối tuần qua tại tiểu bang Michigan, Michelle Obama cũng đã chỉ trích những người đàn ông Mỹ và hạ thấp các bà mẹ trong bài phát biểu vận động tranh cử mới nhất của Kamala. Trong khi đó, trên khắp tiểu bang Michigan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống Trump. Vâng, quý vị biết là nhìn cái hình ảnh này đây của bà Michelle Obama thì quý vị có thể thấy những gương mặt bên đảng Dân Chủ họ rất là tăm tối. Không phải tại vì bà này bản người da đen, nhưng mà Xuân Nha thấy là đa số, ngay cả ông Barack Hussein Obama, ngay cả Nancy bể lốp xe hay là Hillary Clinton, những cái nhân vật bên đảng Dân Chủ quý vị nhìn họ có vẻ như rất là tăm tối và nó ma mảnh, nó gian manh làm sao quý vị. Và trở lại với vấn đề đi bầu cử, quý vị ơi, một trong những thông tin vui ơi là vui ngày hôm nay, Xuân Nha muốn chia sẻ với lại quý vị, đó là việc chỉ còn 7 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống, đã có hơn 40,7 triệu người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu. Trong những năm trước thì đảng Dân Chủ đã vượt trội hơn đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên thì sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng những người ủng hộ ngài nên bỏ phiếu sớm, những cử tri Cộng Hòa cũng đã đi bỏ phiếu vượt trội hơn cả đảng Cộng sản Dân Chủ ở một số tiểu bang chiến địa quan trọng. CNN đưa tin rằng đảng Cộng hòa vượt trội hơn đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang Arizona, Nevada và North Carolina. Tại tiểu bang Arizona, đảng Cộng hòa đã vượt trội hơn đảng Dân chủ với tỷ lệ 43% đi bỏ phiếu. Còn ở tiểu bang North Carolina với tỷ lệ 34% so với 33% của đảng Dân Chủ. Đây là sự cải thiện đáng kể so với năm 2020 khi đảng Cộng sản Dân Chủ dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu sớm với tỷ lệ 38%. Vâng, quý vị biết là hiện nay thì chúng ta đảng Cộng hòa, lý do mà chúng ta cần phải đi bỏ phiếu sớm là bởi vì nếu như quý vị mà đi bỏ phiếu sớm thì vấn đề kiểm đếm và kiểm toán những lá phiếu nó rất là dễ dàng. Tại xin nhau ví dụ để quý vị dễ hiểu là ở ngay tại tiểu bang như là ở Nevada, họ có 100 cử tri Cộng hòa và 100 cử tri Dân chủ. Thì nếu như mà 80 người cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu thì mình biết chỉ còn có 20 người thôi, đúng không ạ? Còn bên đảng Dân chủ mà nếu mà 90 người đi bỏ phiếu thì mình biết chỉ còn có 10 người thôi, ví dụ là như vậy. Cho nên vấn đề đi bỏ phiếu sớm, để chúng ta rút kinh nghiệm năm 2020 là chúng ta đi bỏ phiếu ngay ngày bầu cử thì bọn chúng đã gian lận bằng cách làm những lá phiếu, những cái máy bỏ phiếu đã không được scan qua máy và bị trục trặc đủ thứ hết quý vị. Sau đó thì họ đã dùng những cái lá phiếu gửi qua thư và của những người cử tri đã chết rồi. Cho nên năm nay mình rút kinh nghiệm nha quý vị, mình đi bỏ phiếu sớm là hoàn toàn rất là tốt. Giờ đây Tổng thống Trump đang dẫn đầu ở hầu như tất cả những tiểu bang chiến địa quan trọng. Và một trong những hình ảnh chúng ta mới vừa biết được, và Xuân Nha nghĩ là một số quý vị cũng đã nhìn thấy liên quan đến vấn đề ba la bọn chúng đã ra tay ở những thùng bỏ phiếu ở bên ngoài những phòng phiếu. Như quý vị thấy hình ảnh ở đây, đó là việc theo như cảnh sát ở ngay tại tiểu bang Oregon cho biết, thùng phiếu ở Portland cũng đã bị đánh bom bằng một thiết bị tự chế, làm thủng một lỗ nhỏ ở một bên thùng phiếu và đã bốc cháy. Thanh tra bầu cử quận Clark cho biết rằng lần thu gom phiếu cuối cùng ngay tại địa điểm này là vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật. Cảnh sát cho biết thêm là hàng trăm lá phiếu bên trong thùng cũng đã bị cháy vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Đài KATU được thông báo rằng có lẽ chỉ có một số ít lá phiếu có thể còn cứu được.
Vâng, quý vị nghĩ xem là cái người mà cho nổ cái thùng phiếu này đây là Cộng hòa hay Dân chủ? Rõ ràng là những cái hành động này đây, nếu như mà bây giờ cho nổ thùng phiếu và những lá phiếu bị đốt cháy như thế này, quý vị, thì có lợi cho ai? Quý vị cũng đã biết rồi đúng không ạ? Hiện nay chúng ta Đảng Cộng hòa đang đi bỏ phiếu sớm. Và đây là lý do tại sao Xuân Nha không khuyến khích quý vị bỏ phiếu qua thư. Và một trong những thông tin khác nữa, đã xảy ra vấn đề gian lận ở ngay tại Colorado. Vào ngày 28 tháng 10, trang Gateway Pundit đưa tin tại quận Mesa, tiểu bang Colorado, họ đang xem xét lại gần 30.000 lá phiếu đã bỏ trước đó sau khi phát hiện ra hàng chục lá phiếu gian lận, với một số cử tri báo cáo rằng các lá phiếu đã bị chặn lại và kiểm đếm mà không có sự đồng ý của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Colorado là Gina Griswold cũng đã thông báo vào tuần trước trong một cuộc họp báo rằng hơn 10 lá phiếu đã được gửi qua thư đã bị chặn lại và được kiểm đếm một cách gian lận trước khi cử tri thực sự có cơ hội nhận được chúng. Tình hình đáng báo động này cũng đã châm ngòi cho một cuộc điều tra hình sự toàn diện và 3 trong số những lá phiếu gian lận đó cũng đã được tính trước khi hành vi gian lận bị phát hiện. Trong nhiều năm qua, những tiếng nói bảo thủ cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc gian lận cử tri chỉ để bị các phương tiện truyền thông chính thống và các chuyên gia bình luận tự do bác bỏ là những người theo thuyết âm mưu. Vâng, quý vị thấy không, những lá phiếu gửi qua thư, quý vị bây giờ thì khi mà quý vị đề nghị là họ gửi phiếu về nhà để quý vị đi bỏ phiếu qua thư, thì những lá phiếu chưa kịp đến nhà quý vị nó đã bị chặn lại và bị ghi cho một người ứng cử viên khác và bị kiểm đếm đưa qua cho tính luôn quý vị. Nhưng có vẻ như là năm nay họ không có cho mình biết là mình đã bầu cho ai đó quý vị, cho nên xin quý vị hãy chụp lại cái tấm hình của cái lá phiếu của quý vị như là Xuân Nha đã làm khi mà Xuân Nha đi bỏ phiếu vừa qua. Phần đó cũng là bản tin sau cùng kết thúc cho chương trình thời sự ngày hôm nay do Xuân Nha thực hiện. Xuân Nha xin chân thành cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của tất cả quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em. Xuân Nha kính chúc cho tất cả quý vị có một tuần mới bình an, hạnh phúc, nhiều may mắn bên cạnh người thân và gia đình. Và quý vị ơi, tất cả chúng ta cũng không quên, xin quý vị cùng Xuân Nha tiếp tục hiệp thông dâng lời cầu nguyện thật mạnh mẽ cho Tổng thống Trump, cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự bình an của Ngài, cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và nhất là cầu nguyện cho người dân Mỹ tỉnh táo để có thể đi bầu cho Tổng thống Trump, và cũng không quên cầu nguyện cho người dân Việt Nam thân yêu, và cuối cùng là cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Xin nha, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào, tạm biệt. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và quý vị, chúng ta còn đúng 8 ngày nữa. 8 ngày nữa là đất nước Hoa Kỳ sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử, bao gồm luôn ghế tổng thống. Và gần như là chúng ta đã đi qua một cách êm ả trong mấy tháng qua. Gần như không có một biến động lớn nào xảy ra trong nội địa Hoa Kỳ. Mặc dù phía đảng Dân Chủ đã kích động rất là nhiều, và nhất là những ngày gần đây, họ đều kích động cái việc mà gọi là gây nguy hiểm cho ông Trump khi mà họ chụp mũ cho ông Trump là Adolf Hitler hay là chế độ phát xít v.v. Quý vị, họ đã tăng cái luận điệu của họ lên để tìm cách kích động. Tuy nhiên, nó có vẻ như không thành công. Và ngay cả ông Eric Adams, thị trưởng của thành phố New York, cũng lên tiếng và kêu gọi phía đảng Dân Chủ là phải giảm những luận điệu này. Và trước khi mà ông Trump tổ chức cái cuộc rally ở tại MSG, tức là Madison Square Garden, thì ông Eric Adams cũng đã lên tiếng và nói rằng nên giảm đi tất cả những luận điệu này. Tôi biết được chế độ phát xít, tôi biết được Hitler như thế nào, và nó không sẽ xảy ra ở New York. Và quý vị, Eric Adams là một người của đảng Dân Chủ và ông đang bị truy tố một số tội danh. Quý vị, cho thấy là đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi cách để mà kích động có một cái biến động nào đó bùng nổ lớn hơn để họ có thể lấy lại cái tư thế của họ, trong lúc cái tư thế của họ đang bị sa sút rất là nhiều, kể cả ghế tổng thống, kể cả trên sàn thượng viện. Do đó thì họ tìm đủ mọi cách kích động. Do đó, tuy nhiên thì có vẻ như hôm nay chúng ta chỉ còn đúng 8 ngày mà thôi, những cái trò kích động của họ gần như là không tác động được cử tri. Cử tri năm nay họ rất bình tĩnh. Do đó quý vị, đảng Dân Chủ coi như thúc thủ, không có làm gì được trong 8 ngày còn lại này. Và trong đó thì họ chỉ có huy động một số những ngôi sao, những người nổi tiếng trong ngành giải trí để mà hỗ trợ cho họ thôi. Trong khi đó quý vị, điều mà có thể nói rằng tác động từ bên ngoài nhiều nhất, đó là từ bên ngoài. Năm nay còn 8 ngày nữa, và bây giờ còn 8 ngày nữa thì quý vị, những tác động từ bên ngoài đã bắt đầu tăng cường nhiệt độ. Trong đó thì ngoại trừ cái lời cảnh báo của ODNI. ODNI tức là Văn phòng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, gọi tắt là ODNI, thì đã đưa ra lời cảnh báo cả Trung Quốc, cả Nga lẫn Iran đang tìm nỗ lực để mà phá hoại cái tiến trình bầu cử tại Hoa Kỳ bằng những cái tin giả,
bằng những cái deepfake, bằng những cái disinformation và misinformation, và FBI cũng đã tăng cường hoạt động rất nhiều để chống lại tất cả những cái gọi là thọc gậy từ bên ngoài. Trong đó đứng đầu được nêu danh là Nga, kế tiếp là tới Trung Quốc và kế tiếp là tới Iran. Iran vẫn tiếp tục giữ cái ý định là tìm đủ mọi cách để ám sát ông Trump và các cựu viên chức trước đây của ông Trump. Thì các vị, đây là cảnh báo của ODNI, tức là Văn phòng Giám đốc của Cơ quan Tình báo Quốc gia cùng với lại cơ quan FBI. Thì các vị, đây là tác động từ bên ngoài vào nội địa của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tác động này chưa đủ. Nó còn các cái biến động ở bên ngoài nước Mỹ. Nó đang tác động vào cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Các vị, một số tin tôi có được ngày hôm nay để cho quý vị thấy rằng là những cái hành động này đều là tác động vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Thứ nhất là Hội đồng Bảo an Liên Quốc sẽ nhóm họp ngày hôm nay trong vấn đề mà Do Thái mở cuộc tấn công vào Iran. Quý vị đã thấy. Kế tiếp là Zelensky, tổng thống của Ukraine, cho biết Nga đã thả 1.100 trái Clyde bomb vào Ukraine trong vòng tuần lễ qua. Là ổng lên tiếng kêu gọi khối NATO là phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Tiếp theo một tuần lễ căng thẳng giữa cuộc tấn công của Nga vào quốc gia của ông ta, tổng thống Zelensky trong ngày Chủ nhật đã tái nhắc lại lời kêu gọi khối đồng minh Tây Phương giúp cho ông ta trong hệ thống phòng không. Và trong một tuần lễ qua thì 1.100 trái Clyde bomb đã tấn công và ít nhất là có trên 560 cái drone đã tấn công. Ông đã cho biết trên trang Platform X. Đây là cái tin thứ hai mà chúng ta có được từ bên ngoài. Thứ ba là Nga tuyên bố là đang có âm mưu phá hủy cái đất nước Georgia sau cuộc bầu cử. Đây là cái lời cảnh báo của Nga nói về cuộc bầu cử ở tại một cái quốc gia rất nhỏ nằm ở vùng biển Hắc Hải, nơi mà Nga đã chiếm một phần lãnh thổ của quốc gia này. Quý vị, Nga cho biết đã có âm mưu tìm cách gây bất ổn tại Georgia sau cuộc bỏ phiếu, bởi vì sau cuộc bỏ phiếu này thì Georgia đã chọn một người được xem là đứng về phía Nga, ủng hộ cho Nga. Thì đây là một trong những cái lời tuyên bố của Nga. Bên cạnh đó thì tờ Telegraph cho biết là Trung Quốc đã bắt đầu có những cuộc huấn luyện ban đêm để có thể bất ngờ tấn công đảo quốc Đài Loan. Quý vị, Trung Quốc đang có những cuộc huấn luyện vào ban đêm để mà có thể gây bất ngờ tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Ở trong đó thì bản báo cáo này là của tờ Telegraph từ nước Anh. Trong đó thì lực lượng quân sự của Trung Quốc đã bắt đầu có những cuộc huấn luyện vào ban đêm và dấu hiệu cho thấy sẵn sàng gây bất ngờ khi mà có cuộc chiến với Đài Loan. Lực lượng PLA đã có cuộc tập trận bắn đạn thật và trong đó diễn ra vào tuần trước trong cái ban đêm và chỉ vài ngày sau khi mà chính quyền tự trị này đã có cuộc tập trận lớn. Và trong đó thì quý vị thấy là Trung Quốc đã bắt đầu gây hấn với lại Đài Loan. Bên cạnh đó thì quý vị, Bắc Hàn đã lên tiếng và chỉ trích cái việc mà lực lượng quân sự của Nam Hàn đã có những cái drone. Quý vị, đây là cái lời chỉ trích của Bắc Hàn. Bắc Hàn quy trách nhiệm cho lực lượng quân sự của Nam Hàn về những cái drone của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quốc phòng của Bắc Hàn đã chỉ trích Nam Hàn đã gửi những cái drone của họ vào lãnh thổ của quốc gia này cho mục tiêu chính trị và kêu gọi là phải bảo vệ chủ quyền theo tường trình của KCNA đã đưa ra vào ngày thứ hai. Và trong đó họ nói rằng họ thấy ra rõ ràng là drone của Nam Hàn đã bay ở Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng này và trong đó thả những cái truyền đơn chống lại nhà nước Bắc Hàn. Đây là một trong những cái lời lên tiếng của Bắc Hàn trong ngày hôm nay. Quý vị, tất cả những tin tức này cho thấy là những cái biến động trên thế giới đang diễn ra từ cuộc chiến của Trung Đông, đặc biệt là việc Do Thái tấn công vào Iran, cho tới cái việc mà cuộc chiến tại Ukraine đã bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi Nga dồn dập tấn công với trên 1.100 cái Clyde bomb tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Rồi quý vị, cho tới cái cuộc bầu cử tại Georgia. Và cuối cùng là quý vị, Trung Quốc và Bắc Hàn cũng đang có những cái hành động được xem là tăng cường cái sự căng thẳng ở khu vực. Việc mà Trung Quốc tập trận ban đêm xung quanh đảo quốc Đài Loan cho thấy rằng là họ sẵn sàng cho gây bất ngờ khi đánh chiếm đảo quốc Đài Loan. Rồi Bắc Hàn bắt đầu lên giọng và khiêu khích khi mà họ nói rằng cái việc mà drone bay trên bầu trời của Bình Nhưỡng cách đây không lâu, tức là khoảng một tháng trước đây, bây giờ họ nói rằng những cái drone này đang là nguy hiểm cho cái chủ quyền của họ và họ sẵn sàng có những hành động khiêu khích lớn hơn. Quý vị, tất cả những điều này diễn ra chỉ còn có 8 ngày trước khi mà có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, cho thấy là tất cả những cái hành động gọi là gọi là gia tăng căng thẳng này đều tập trung vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Họ muốn tác động vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và năm nay tôi dự đoán còn 8 ngày nữa có thể sẽ không có biến động trong nội địa, nhưng những biến động ở bên ngoài có thể tác động trực tiếp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong đó thì có ẩn ý rất nhiều. Cho tới giờ phút này tôi chưa thấy Liên hiệp Âu Châu có lên tiếng gì hay không. Có lẽ là bởi vì do sự phanh phui của phía đảng Cộng hòa trong nội địa của Hoa Kỳ. Do đó năm nay phía Âu Châu gần như là không có động đậy nhiều. Tức là họ không muốn có những cái hành động bị xem là can dự vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Mặc dù trước đó quý vị còn nhớ đảng Lao động của Anh
đã tuyên bố gửi 100 nhân viên qua nước Mỹ và ở các tiểu bang chiến lược để hỗ trợ cho Kamala Harris. Thì quý vị, ngoại trừ cái đảng lao động của anh ra, còn tất cả những cái đảng phái khác tại Âu Châu gần như thúc thủ. Họ không muốn có một cái hành động nào mà bị xem là xen vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Cho thấy rằng là quý vị, bây giờ chúng ta đã thấy được những cái điểm nóng này, bởi vì tất cả những cái tác động này, những cái gọi là xung đột hay là căng thẳng này, nó đều tác động trực tiếp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và nó muốn cho thấy rõ ràng là Hoa Kỳ cần phải coi trọng cái chính sách đối ngoại. Thay vì bây giờ cả hai ứng cử viên, bà Kamala Harris và ông Trump, đều nhấn mạnh rất nhiều tới chính sách đối nội. Trong đó thì bà Kamala Harris lại thúc đẩy cái chương trình về công lý xã hội và môi trường. Trong khi đó thì ông Trump thúc đẩy cái việc giảm đi lạm phát, kinh tế và vấn đề di dân bất hợp pháp cũng như là các tội ác trong cộng đồng. Họ đang tập trung trong 8 ngày còn lại trong tất cả những vấn đề liên quan tới nội địa của Hoa Kỳ. Và bây giờ do đó, tất cả những cái hành động căng thẳng này đang muốn nhấn mạnh tới việc là Hoa Kỳ, cái chính phủ kế tiếp phải đặt nặng cái chính sách đối ngoại. Do đó quý vị, họ tác động rất mạnh. Cuộc họp ngày hôm nay của Liên Hiệp Quốc sẽ đi diễn ra, trong đó Nga và Trung Quốc sẽ có cái tư thế binh vực cho Iran. Anh, Pháp và Hoa Kỳ sẽ đứng ra binh vực cho Do Thái. Anh, Pháp thì tôi chưa biết, tại vì Anh, Pháp xưa nay vẫn là đồng minh của Do Thái. Tuy nhiên thì cái cuộc chiến tại dải Gaza đã khiến cho Anh và Pháp đã có một thái độ khác với Do Thái. Tôi chưa biết ngày hôm nay cái phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là 5 thành viên thường trực này, sẽ có quyết định như thế nào. Tuy nhiên thì quý vị, dường như là họ sẽ có hành động lên án Do Thái nhiều hơn. Và họ muốn sử dụng cái cuộc chiến này tác động vào cái kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Tại vì một bên thì muốn Donald Trump lên, một bên vẫn muốn duy trì cái chế độ của ông Joe Biden và Kamala Harris. Bởi vì cái phía mà hưởng lợi nhiều nhất vẫn là phía gọi là đồng minh của Hoa Kỳ khi Kamala Harris lên. Trong khi đó thì họ được hưởng được lợi, nhưng tình hình của thế giới lại bất ổn hơn. Quý vị đã thấy rất rõ ràng những cái điểm nóng trên thế giới, từ ở Trung Đông qua tới Ukraine, rồi tới khu vực Á Châu. Tất cả các điểm nóng này đã tăng thêm level, tức là tăng thêm một cái mức độ mới rồi. Do đó quý vị, trong 8 ngày còn lại này, thì tôi cho rằng nếu như có tác động vào cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, nó đến từ bên ngoài nhiều hơn là đến từ nội địa. Tại vì từ đầu năm tới bây giờ, đảng Dân Chủ đã tìm đủ một cách kích động cái biến động trong nội địa. Nói một cách đơn giản là họ muốn kích động sự bất ổn xã hội. Nhưng họ không thành công. Họ không thành công. Và quý vị, họ đã thử nghiệm rất nhiều lần, kể cả cái vụ ám sát ông Trump. Kể cả cái vụ ám sát ông Trump với hy vọng họ sẽ gây ra một cái cuộc hỗn loạn đối đầu giữa hai phe được xem là chính trị phân cực. Nhưng bên phía của bảo thủ, họ không phản ứng mạnh. Họ không phản ứng mạnh, họ lên tiếng nhưng mà trong một cái mức độ vừa phải để không kích động lên một cái cuộc xung đột ngoài xã hội. Thì quý vị, sau ngày 13 tháng 7, thì quý vị gần như là đảng Dân Chủ thúc thủ. Họ không có cách nào để kích động những cái bất ổn xã hội từ cuộc xung đột của da trắng và da đen, từ cuộc xung đột của những di dân bất hợp pháp và những người sống hợp pháp tại Mỹ, từ cái cuộc chiến của Do Thái và Hamas ở tại dải Gaza. Và họ tìm đủ một cách thổi phồng lại cái phong trào phản chiến, tức là anti-war, cũng không thành công. Năm nay quý vị thấy, còn có 8 ngày nữa thôi, những nhóm quậy tưng bừng của năm 2020 biến mất hết. Từ Black Lives Matter cho tới Antifa, tức là những cái nhóm đã quậy tưng bừng trong năm 2020, năm nay gần như là mất hút luôn. Chúng ta không thấy nhắc nhở gì tới Black Lives Matter, chúng ta cũng không thấy nhắc nhở gì tới Antifa hết. Bởi vì sự kích động không thành công, những nhóm này chưa có cơ hội tràn ra được. Trong khi quý vị thấy quậy tưng bừng nước Mỹ ở một số những cái trường đại học, thì là những kẻ gọi là đòi hỏi là phải đình chiến ở tại dải Gaza. Hay nói một cách khác, lịch sự thì chúng ta gọi họ là những người ủng hộ cho Palestine. Nhưng mà trên quy tắc, họ bị kích động bởi những kẻ đi theo chủ nghĩa bà Do Thái. Vẫn không thành công. Tức là nó không kích động được người dân ở bên ngoài. Coi như còn 8 ngày nữa, chúng ta cảm thấy yên tâm là không có những biến động lớn. Bởi vì kích động là phải có đám đông. Nhưng năm nay, đám đông họ bình tĩnh. Họ không bị lôi kéo bởi những cái thành phần này. Họ bình tĩnh trong cái lá phiếu của họ. Họ biết được họ chọn ai làm lãnh đạo và họ không tràn xuống đường tiếp tay cho những cái cuộc bạo loạn. Do đó quý vị, tất cả những cái trò kích động của đảng Dân Chủ đã không thành công. Thậm chí là quý vị thấy những ngày sau cùng, họ lên tiếng, họ tìm cách gọi là đe dọa người dân Hoa Kỳ.
nói rằng là ông Trump là Adolf Hitler, ông Trump là phát xít vân vân. Nhưng mà vẫn không ảnh hưởng. Vẫn không ảnh hưởng tới công chúng Hoa Kỳ. Do đó, năm nay còn 8 ngày còn lại, thì quý vị, những kích động từ bên ngoài nó tăng cường nhiều hơn. Những kích động từ bên ngoài, tức là những cái biến động ở bên ngoài, từ cuộc chiến của Do Thái và của Iran, cho tới cuộc chiến của Nga và của Ukraine, cho tới những cái hành động đe dọa quân sự của Trung Quốc với Đài Loan, hay là hành động khiêu khích bắt đầu gây hấn của Bắc Hàn. Những điều này nó có thể tác động, tức là từ nội địa đã không có ảnh hưởng rồi. Bây giờ họ tìm cách cho tác động từ bên ngoài. Nhưng mà tác động từ bên ngoài thì quý vị, người ta sẽ cho thấy rõ ràng là dưới triều đại của Kamala Harris và Joe Biden thì biến động trở nên căng thẳng hơn. Nhiều nơi xung đột đã xảy ra và nhiều nơi đang có nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột vũ trang. Do đó quý vị, năm nay tôi nghĩ rằng còn 8 ngày nữa thì cái tác động từ bên ngoài nhiều hơn là từ bên trong. Đây là một trong những cái nhận định của tôi khi mà cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã tới cái hồi gọi là cao điểm. Chưa biết được còn 8 ngày. Chúng ta chưa biết được. Ví dụ trong 8 ngày này thì phía Do Thái vừa tấn công Iran xong. Có thể là Iran lại mở cuộc tấn công vào Do Thái để trả đũa và khiến cho cái cuộc chiến ở tại Trung Đông khó kiểm soát. Rất có thể nó xảy ra khi mà phía Iran bất lực. Họ tung cái mạng lưới gián điệp, họ tung cái mạng lưới hacker để tìm cách phá cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Họ xâm nhập vào trong cái hệ thống điện thoại của ông Trump, của JD Vance và của những người vận động tranh cử cho Kamala Harris, cho thấy rõ ràng quý vị là họ đang tìm đủ mọi cách để mà gây ảnh hưởng lên cái kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Bởi Iran không muốn ông Trump quay trở lại. Họ đã tiếp tục cái âm mưu ám sát ông Trump và những cựu viên chức của ông Trump. Trong đó có Robert O'Brien hay là ông Mike Pompeo và cá nhân của ông Trump. Iran là tìm đủ một cách để mà gọi là quậy phá và tìm cách gọi là thọc gậy và làm sao gây ảnh hưởng kết quả bầu cử. Tại vì trước mắt thì quý vị, những vệ tinh của họ liên tục bị Do Thái đánh bại. Và cục diện này nếu kéo thêm 1-2 tháng nữa thì coi như là Iran có thể sẽ bị trói tay trói chân. Và chưa chắc rằng họ giữ được những cái lọt phản ứng nguyên tử của họ. Do đó họ cần một cái thế đột phá. Chính vì vậy mà họ có thể tấn công lại Do Thái. Có thể. Cái phản ứng của Iran tôi chưa biết. Nhưng mà có thể họ sẽ mở cuộc tấn công lại Do Thái. Để gây cuộc tấn công này. Nó mang ý nghĩa không phải là tấn công Do Thái. Mà nó đang tấn công vào cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong khi đó quý vị, Zelensky đã lên tiếng và kêu gọi là các quốc gia Tây Phương hỗ trợ cho hệ thống phòng không. Zelensky vẫn áp lực các quốc gia Tây Phương cho phép ông ta sử dụng hỏa tiễn tầm xa bắn sâu vào lãnh thổ của Nga. Và ông ta liên tục nhấn mạnh tới cái Victory Plan. Tức là trong cái Victory Plan của ông ta đó, tức là cái kế hoạch mà chiến thắng của ông ta, mà cái kế hoạch hòa bình đó, để ép được Tổng thống Nga bước vào trong bàn đàm phán. Ông ta cho rằng việc mà NATO mời Ukraine vào NATO là cái hành động mà ông ta cho rằng buộc Nga sẽ phải ngồi xuống thương thảo với ông ta. Đây là cái kế hoạch. Tuy nhiên thì cái kế hoạch này đã không được Đức ủng hộ. Đức sẽ không mời Ukraine vào NATO. Và rất rõ ràng trong giai đoạn trước mắt, và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói là cái quy tắc của NATO là không thể mời một quốc gia có chiến tranh vào NATO. Ukraine đang có chiến tranh. Muốn gì phải chấm dứt chiến tranh. Chấm dứt chiến tranh lúc đó mới tính được. Thì quý vị, nhưng mà Zelensky vẫn muốn điều này. Tại vì ông ta vẫn muốn rằng ông ta được mời vào NATO trước khi Joe Biden rời khỏi nhiệm kỳ. Và ông ta đã nói điều này. Joe Biden nên để lại một cái di sản là mời Ukraine gia nhập vào NATO. Tuy nhiên thì điều này ông ta có một cái ẩn ý. Tại vì ông ta biết được khi mà Hoa Kỳ thay đổi chính trường. Khi mà Hoa Kỳ thay đổi chính trường thì có nghĩa là cái chính sách với Ukraine có thể sẽ được điều chỉnh, thay đổi. Không phải là lật ngược lại. Tức là không hỗ trợ. Sẽ hỗ trợ. Nhưng cái sự hỗ trợ nó không bằng dưới thời của Joe Biden. Và nó có những cái đòi hỏi phải chấm dứt cuộc chiến này. Tức là ông ta sẽ bị cái áp lực bước vào bàn đàm phán. Dưới triều đại của ông Trump. Nếu ông Trump thắng, thì Zelensky sẽ phải bước vào bàn đàm phán, no matter what, để chấm dứt cuộc chiến này. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà do đó tại sao mà Zelensky lại đưa ra những cái bản báo cáo về tình trạng Nga tấn công ráo riết và thúc đẩy áp lực NATO. Thứ nhất là phải cung cấp thêm hệ thống phòng không. Thứ hai là chấp nhận cho Ukraine bắn sâu vào lãnh thổ của Nga bằng các hỏa tiễn tầm xa do khối Tây Phương hỗ trợ. Và thứ ba là mời Ukraine gia nhập vào NATO. Thì quý vị, Zelensky đang áp lực còn 8 ngày nữa. Ông ta tăng cường áp lực rất là nhiều.
Do đó cái cuộc xung đột tại Ukraine có thể nó sẽ bước qua một cái biến thể mới. Chúng ta chưa biết được. Chúng ta chưa biết được. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy là Georgia bây giờ nghiêng về phía của Nga. Sau cuộc bầu cử thì cái phe mà thân Nga đã chiến thắng. Thì đây cũng là một trong những cái thách thức của khối Tây Phương. Tại vì Georgia là một cái quốc gia nằm ở vùng biển Hắc Hải rất nhỏ. Và nó là một cái vị trí quan trọng trên vùng biển Hắc Hải. Thì quý vị, tất cả những điều này đều nhắm tác động vào cái nội địa của Hoa Kỳ. Đều tác động vào cái cuộc gọi là bầu cử tại Hoa Kỳ. Tại vì họ biết được khi mà chính phủ mới lên, khi mà ông Trump lên, tất cả mọi thứ sẽ được thay đổi. Từ chính sách đối nội cho tới chính sách đối ngoại. Và nhất là ông Trump nhiều lần nhấn mạnh, ông sẽ chấm dứt các cuộc chiến này. Ông sẽ chấm dứt các cuộc chiến này để tái lập lại hòa bình. Thì quý vị, việc chấm dứt cuộc chiến là đòi hỏi hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán. Từ phía của Do Thái với phía của Iran, hay là với những các vệ tinh của Iran, hay là cái phía của Ukraine với Nga. Thì quý vị, bên phía của Trung Đông thì ông Trump đã có một cái lập trường rõ ràng là support 100% cho Do Thái để mà dập tắt tất cả những cái tổ chức khủng bố, chặt hết tay chân của Iran. Và ông Trump đã có một cái thái độ cương quyết với Iran. Nó còn cứng rắn hơn cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông nữa. Tức là lần này, ông sẽ ép Iran tới ngộp thở. Bên cạnh đó thì cái cuộc chiến của Nga và Ukraine, quý vị đã thấy, cái câu đầu tiên mà khi mà Zelensky tới Mỹ, lúc mà Zelensky tới Mỹ dự cái đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc, khi ông ta tới, ông ta rơi vào cái vòng xoáy của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ông ta phát biểu một cách bậy bạ, cho rằng ông Trump không hiểu biết về cuộc chiến tại Ukraine. Nhưng tới khi ông ta gặp ông Trump, ông Trump chỉ hỏi có một câu thôi, là Zelensky tắt đài ngay. Ông có muốn chấm dứt cuộc chiến này hay không? Bắt buộc quý vị, Zelensky đâu thể nào nói là tôi muốn cuộc chiến này kéo dài. Bắt buộc Zelensky, yes, tôi muốn cuộc chiến này chấm dứt. Ông muốn chấm dứt, tôi muốn chấm dứt, Putin cũng muốn chấm dứt. Vậy chúng ta có một cái common sense. Bắt đầu từ điểm này, có nghĩa là ông Trump đã báo hiệu trước cho Zelensky, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các anh. Nhưng cái hỗ trợ này nó có điều kiện, nó không phải là vô điều kiện nữa. Thứ nhất là cái cuộc hỗ trợ này nó sẽ là món nợ các anh vay, chứ không phải là cho không. Và thứ hai, anh phải có nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này. Và tôi sẽ ép Nga bước vào cái bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến này. Có nghĩa là quý vị, ông Trump đã đi một cái hướng khác với Joe Biden. Không ngồi đó mà châm vũ khí, để cho cuộc chiến kéo dài và không biết ngày nào chấm dứt. Do đó ông Trump nói rằng là ông mà đắc cử, ông sẽ chấm dứt hai cuộc chiến này một cách ngay lập tức. Thậm chí ông còn nói là ông sẽ chấm dứt cuộc chiến của Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ. Thì quý vị, điều này cho thấy là nó không phù hợp với lại cái tính toán bây giờ của Zelensky. Cái tính toán bây giờ của Zelensky là muốn chiếm lại 4 vùng lãnh thổ. Và trong cái cuộc chiến này thì Ukraine đã có đầy đủ tất cả những vũ khí của Tây Phương hỗ trợ. Và cái số tiền mà tháo khoán cho phía của Ukraine trên 1 tỷ Mỹ Kim của IMF để tái xây dựng. Có nghĩa là sau cuộc chiến này, Ukraine được hưởng lợi rất nhiều từ khối Tây Phương. Cuộc chiến này có thể mang lại cái sự chết chóc và tàn phá tại Ukraine. Nhưng nó cũng là cái cơ hội để Ukraine tái xây dựng trở lại sau cuộc chiến. Cái Zelensky cần là cái ngân sách tái xây dựng sau cuộc chiến. Do đó quý vị, ông ta dường như là chỉ muốn rằng có một cái tư thế để mà nói chuyện với Nga. Trong lúc bây giờ ông ta chưa có tư thế. Chính vì vậy mà Zelensky trong những ngày này, ông ta tăng cường cái áp lực với khối Tây Phương bằng những cái thông tin về cuộc chiến ở tại chiến trường Ukraine và để tác động vào cái chính trường Hoa Kỳ. Đây là ẩn ý của Zelensky. Do đó quý vị, càng gần tới ngày bầu cử Hoa Kỳ thì cái tác động từ bên ngoài nhiều hơn. Chưa kể Bắc Kinh. Bắc Kinh đã bắt đầu nổi giận với lý do là vừa rồi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý bán 2 tỷ Mỹ Kim vũ khí cho Đài Loan. Bắc Kinh đã phản ứng, tập trận ban đêm. Tức là bây giờ không tập trận ban ngày nữa, tập trận ban đêm và có thể gây bất ngờ cho Đài Loan. Tức là cái hệ thống phòng không của Đài Loan ban đêm có lẽ sẽ gọi là lơ là hơn. Thì quý vị, đây là một trong những cái hành động của Bắc Kinh nhằm tác động. Nhằm tác động để cho thấy rõ ràng là nếu như mà Donald Trump quay trở lại thì Bắc Kinh có thể đánh chiếm đảo quốc Đài Loan. Một cái thông điệp gửi ra khi tập trận ban đêm và bắt đầu đe dọa tới Đài Loan bằng cách mượn danh nghĩa là phản ứng với việc Hoa Kỳ cấp 2 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Bán 2 tỷ Mỹ Kim vũ khí cho Đài Loan. Với danh nghĩa này, Bắc Kinh đang thực hiện một cái ý đồ là nếu các anh mà để cho Donald Trump lên
thì chúng tôi sẽ đánh chiếm Đài Loan. Một cái thông điệp mà phía Tập Cận Bình đã gửi ra. Trong khi đó, phía Bắc Hàn và Nam Hàn bắt đầu có những xung đột căng thẳng. Bắc Hàn trong mấy năm qua dưới thời của Joe Biden đã không đối thoại với Hoa Kỳ. Mặc dù Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi đối thoại vô điều kiện. Nhưng mà Kim Jong-un lại từ chối. Thậm chí là dưới triều đại của Joe Biden, Kim Jong-un còn thắt chặt mối quan hệ quân sự với Nga. Và đang có tin cho thấy là Kim Jong-un đã gửi 3.000 binh sĩ tới nước Nga, sẵn sàng tham chiến vào Ukraine. Phía Nam Hàn báo cáo là sẽ có tổng cộng là 12.000 binh sĩ của Bắc Hàn sẽ có mặt tại nước Nga và có thể can dự cuộc chiến tại Ukraine. Quý vị, những tin tức này được đưa ra và phía của cơ quan tình báo của Âu Châu và Hoa Kỳ xác nhận đã có 3.000 binh sĩ của Bắc Hàn có mặt trên lãnh thổ của Nga. Và phía Ukraine cũng xác nhận đâu đó ở tại cái bãi chiến trường phía đông của Ukraine đã xuất hiện binh sĩ của Bắc Hàn. Cho thấy rằng quý vị, tất cả những cái thông tin này đã được tăng cường lên rất nhiều trong lúc mà Hoa Kỳ đang tiến gần tới ngày bầu cử. Do đó, năm nay tôi nói rằng tác động kết quả bầu cử của Hoa Kỳ nó không đến từ cái nội địa, mà nó đến từ bên ngoài. Nó đến từ cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nó đến từ những cái áp lực từ các quốc gia đồng minh cho tới kẻ thù của Hoa Kỳ đang tìm đủ mọi cách tác động vào cuộc bầu cử này. Các kẻ thù là Nga, Nga, Iran và Trung Quốc thì bắt đầu tăng cường rất nhiều hacker và tăng cường rất nhiều những cái tin giả, tin nhiễu trên mạng xã hội, cũng như là tăng cường rất nhiều cái mạng lưới hoạt động gián điệp của họ tại Hoa Kỳ để gây nhiễu thông tin, gây hoang mang cho cử tri. Thậm chí là quý vị, tôi mấy bữa trước tôi có lên tiếng cảnh báo về cái trò của Trung Quốc. Họ tìm đủ mọi cách, theo cái thông báo của ODNI, là họ tìm mọi cách để cho mọi người mất tin tưởng vào cái tiến trình bầu cử và cái tiến trình dân chủ của Hoa Kỳ. Tức là họ muốn phá hủy cái hệ thống gọi là bầu cử và tiến trình dân chủ của Hoa Kỳ. Do đó, hacker của Trung Quốc và những kẻ làm việc cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đang tung ra rất nhiều những cái tin giả về tình trạng gian lận bầu cử. Nga cũng vậy và Iran cũng vậy. Họ đang tung ra tất cả những cái thông tin này. Thậm chí là phía Nga vừa bị cáo buộc là họ làm những cái deepfake, tức là những cái hình giả khi mà có một cái lá phiếu của ông Trump bị đốt. Tức là một cử tri bỏ phiếu cho ông Trump bị đốt phiếu. Thì quý vị, những cái deepfake này nó đang được tung ra ráo riết. Nó đang được tung ra ráo riết để mà nó đánh phá cái cuộc bầu cử bằng mọi giá. Và nó muốn thay đổi cái kết quả bầu cử. Do đó, càng gần tới ngày bầu cử thì quý vị, cái tác động từ bên ngoài nó nhiều hơn từ nội địa so với năm 2020 hay là 2016. Quý vị, 2016 thì Đảng Dân Chủ kích động cái thù hận trắng đen, những cuộc xung đột và đụng chạm nhau và căng thẳng ở tại North Carolina. Cho tới năm 2020 xảy ra cái biến cố của George Floyd, một tên tội phạm da đen bị chết, thì quý vị, nó bùng lên một cái cuộc biến động lớn ở tại Mỹ. Và quý vị, nó dẫn tới kết quả thì quý vị thấy rồi đó, Joe Biden thắng. Và bây giờ thì họ không kích động được cái nội địa, gần như là thúc thủ. Thì quý vị, ngược lại, tác động từ bên ngoài là nhiều hơn. Tác động từ bên ngoài là nhiều hơn. Tất cả những điểm nóng bây giờ trở nên căng thẳng hơn. Có nghĩa là sự căng thẳng này nó sẽ xẹp xuống sau ngày 5 tháng 11, tức là sau ngày thứ ba tuần tới. Nhưng từ đây tới thứ ba tuần tới thì chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra. Có thể Trung Quốc sẽ diều hâu hơn, không những trên eo biển Đài Loan mà còn trên biển Đông. Và Bắc Hàn có thể sẽ có những cái hành động cứng rắn và căng thẳng hơn với phía Nam Hàn. Và phía của Zelensky, tức là bên Ukraine, có thể nói rằng lính Bắc Hàn đã có mặt tại Ukraine. Và kết quả thì quý vị, cả cộng đồng quốc tế sẽ phải lên tiếng. Rồi cái cuộc chiến của Trung Đông nó sẽ bùng nổ lên theo một kiểu khác nữa. Tại vì còn 8 ngày, bất kỳ biến động nào cũng có thể xảy ra. Ở trong nội địa thì không có dấu hiệu cho thấy có biến động lớn. Nhưng tác động từ bên ngoài có thể có biến động lớn. Và các cuộc xung đột này có thể được mở rộng. Nếu như mà họ muốn tác động, và bây giờ thật sự họ đang muốn tác động vào cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Đó là những gì mà chúng ta nhận được từ cái ngày hôm nay, thứ hai. Còn 8 ngày nữa là chúng ta tiến hành cái cuộc tổng tuyển cử. Và trong đó, ghế tổng thống hành pháp đang trở thành một cái điểm then chốt ở trong mùa bầu cử năm nay, trong chính sách đối ngoại.